dữ quá anh, cắt bánh quá trời các bạn, cho đi không nổi quá, cắt bánh sợ cắt bánh một sâu quá. Chiếc này à, xuống không? Chiếc này à, cọp nha. Nghịch sáng rồi. Đại anh xuống mình qua lên thượng sáng lên nha. Đây dạng đất thịt nha các bạn, nên nó là nó cũng dễ cắt bánh lắm nha. Đấy ơi, đất này đi phập phiều các bạn ơi. Anh đất này không phải dễ chơi nha. Mình còn xém lúng nữa. Lên thứ là lên tục bô xong rồi phét cái cao bô luôn. Thuộc về Thanh An hả các bạn? À, Thanh An, Thanh An là nó thuộc về của Châu Thành rồi. Này dẫn nhẹ lên ha. Đầu dưới đây rồi đó, qua dưới dưới kia thấp rồi. Hôm qua mẹ anh nói là rất giả lắm. Nè 532, 532 cabin. Cũng lớn cũ ghê các bạn, hình như mình nghe cái mùi nó muốn thúi. Qua nay luôn hả? Ở đây còn, ở đây còn chiếc, còn chiếc nằm đây nè. À, còn chiếc nằm đây hả các bạn? Chưa giải cứu. Hả? Công của bà Thấm á, công bà Thấm nhỏ còn lại chạy không á, đâu rồi không vui quá hành hành quá hành luôn hả? Đây là dàn công này là từng nhỏ dữ lắm mà giờ bữa nay nhỏ mì ngon quá. Để coi cái này là có 05 luôn hả chị? 05. Hình như là cũng có mùi thúi ha. À. Nhưng mà cái đám này phải cũ, nó cũng lớn. Cũ lớn cũ rồi. Này tầm ba mấy tấn có nha các bạn. Công của mình cũng đông ha, mười mấy người à. 4 người à. Thiên Vũ. Quay đưa ông Tèo lên cái đội xe này của ông Tèo, của chị Nghĩa, ông Nghĩa chị Diệp. Lên đây mắc quầy tàu hồi quay, quay lên cũ cái xong mình quay xe. Quay xe. Hả? Nên mày đặt lên trong hành làm nhập cảnh.
Xe nào Phước Ninh? À, Phước Ninh không ạ? Quay ngay mặt ông nói trời rồi, ông nói quay xe mặt. Đang lên Facebook lên luôn. Ủa, cũng lớn các bạn. Mưa quá thì tùy theo đám ha, không năm có đám quắc điểm, có đám thì không tới ha. Có đám thì cả 27, 28 điểm cũng có. Vậy là chừa mấy cái đó là hồi lên lộ, dắt lên lộ sao ha? Chừa là mấy đóng ơi gần lộ. Cái hồi lên chiếc pho đâu á. công mình đây luôn hả? Tân An luôn hả? Ở Tân Thành qua nè. Tân Thành hả? Anh này là anh chuyên gia, anh nhậu anh quậy anh đập mà không nhậu. Tân Thành là trên suối dây hả? À, anh Tân Thành suối dây hả? Tới chảnh luôn. Vậy là đi xe 16 chỗ hả? À, đầu phức bên kia. Ừ. Vậy công Tân Thành cũng xuống tới đây nữa mà. Ở đây nhìn nhỏ gì? Đi tới Phú Giáo Bình Dương. Phú Giáo Bình Dương à. Ở đây nhầm nhỏ gì? Vũng Tàu luôn. Còn nãy ở đây. Vũng Tàu đi luôn. Rồi dẫn tới nha. Ủa này mình có ăn thấy gì? À. Ồ nghe ông hay gì? Ông anh bay ra. Ông đâu bay ra dữ vậy? Ông rồi bay qua quá nhiều luôn các bạn. Này đắp công này xài cần xé mới không nè. Ôi giờ đám này là hôm qua nhổ ra như chín dưới kia hả? Ngày chỗ ông chủ mày ông đứng dưới đó, giờ còn cũ linh láng dưới đó. À. Quay thành bên dưới kìa. Ông đứng bên bờ này hay là ông xanh tuốt dưới kia? Ông xanh hả? Còn bữa thêm cũ ngày hôm qua nay nhổ còn nằm dưới. À. Bãi tắm chiếc xe nằm dưới đó. À. Chiếc này mới dính qua luôn hả? Hả? Chiếc này mới dính hay dính qua? Dính cái hồ mồi này quá. Mới dính hả? Mới dính hôm á. Chưa có cũ hả? Mà đám này ráo nè, trời ơi con dưới lầy không à. Dạ. Hôm qua dính tới chiều đi về cái đều quá điện lên cũ đó. Dạ. Ba. Không biết quanh là bên phải hay bên trái hả? Bây giờ xe quanh đầu lên ha các bạn. Quanh đầu lên xong bắt đầu mình sẽ quay xung quanh chiếc xe cho các bạn xem chơi ha. Vậy là tốc công bên kia là riêng với tốc công mình ha anh. À. 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 Mày bữa nay bắt đầu có thúi thì hơi hết các bạn. Có nghe nghe có mùi à. Dạ. Này xe này bữa nay chơi cực xe mới không đã ha. À không có dắt thùng nhựa. Xe này của mình hả? À. Không dắt thùng nhựa không? Không đỡ là không dán luôn á.
đỡ là không đỡ. Để cho hai người đỡ con máy lên. Để luôn tầng này đi luôn. Rồi, bắt đầu quanh xe ha. Chắc hút bên kia chống chống mới quanh được quá. Hút đóng quanh được. Ôi giời. Bỏ mẹ nó nãy ngoài. Rồi quanh. Tại mình quay không có zoom lên sát được là tại vì mình xài cổ dây điện nó quẹt chứ, cái mọt nó đứt nó rớt xuống á, nên là mình lo mình nhìn cổ dây điện không à, không có zoom lên sát chiếc xe rồi thấy cắt bánh rồi. Nhưng mà cái này không đến nổi ha, cái này mà quyết một cây mưa kìa mới thấy cảnh. Ủa anh mì là của anh không ha? Của bên kia là của anh không ha? Cổ này chủ khác. À của người ta hả? Rồi khỏe rồi, qua lên bờ là khỏe ha, về giác vô tư á. Chưa đây, chưa có vô tư đồ ở đây, chị nằm về có vô tư. Dạ cái giác lên đầy xe đây không sao hết á. Ừ, với tôi nằm đường vậy chứ còn xe kia cũng lo lắm nhiều mà. Rồi nâng đi, nâng đi. Ủa xe kia tài xế đâu? Tài xế kia đang lao, đang chạy đùng đùng đó đúng không? À, lo, anh đó, anh đó luôn hả? À, ba tài xế chạy 4 chiếc hả? Vậy là ngoài một mình anh là hai chiếc chứ. À cũ này không thúi nên ngon ha. 532 532 quả trước 4 tạ một cầu hả các bạn. Một cầu 532. Cabin này, cabin mới gắt sau này hả anh. 532. Một cầu. Có trợ lực tay lái ha. Trợ lực quản thục. Tốc bô là cà phê ha. Giờ lên lậu các bạn. Lên lậu và bây giờ thôi mình cái video này mình kết thúc đây các bạn. À, giờ mình để mình qua quay chiếc bên kia. Quay chiếc bên kia đây để qua anh ảnh bắt đầu giải cứu các bạn. Rồi xong video kết thúc đây cho các bạn. Hay lên lậu rồi, xong rồi ảnh nó chạy ra bình thường ha. À, giờ anh qua coi cứu chiếc kia bên nha các bạn. Mì bữa nay thì còn 3.400 nha các bạn. Còn 3.400. Ảnh mình anh tự kéo luôn hả?
đi qua bên kia các bạn ơi. Rồi xong rồi các bạn nha.